bạn chụp một bức ảnh nhưng đôi khi có những chi tiết trong đó bạn không muốn nó xuất hiện trong ảnh của bạn vậy làm sao để chúng ta có thể xóa được những vật thể đó ra khỏi ảnh của mình hôm nay trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta xóa vật thể ra khỏi ảnh như thế nào một cách rất là đơn giản luôn ok chúng ta bắt đầu nhé Trước tiên ở đây tôi đã chuẩn bị một tấm ảnh sẵn trên stock photo à, đây Stock photo mình giới thiệu thêm một chút xíu đó là một cái plugin ở trong Photoshop Bạn có thể download trực tiếp ảnh và tìm kiếm ảnh trực tiếp ở trong phần mềm Photoshop này luôn à, Nếu như bạn muốn cài cái plugin này trong Photoshop của bạn thì bạn hãy xem cái đường link mình để phía trên này nhé Ok bạn nhấp vào đường link đó và xem nhé Rồi ở đây trong bức ảnh này hiện tại bạn thấy có năm um, con chim năm con chim gì đó nó đang bay trên bầu trời và cái mặt trăng ở đây nhưng bây giờ tôi cảm thấy là tôi không thích những con chim này và tôi cũng không thích cái mặt trăng này luôn và tôi muốn xóa bỏ vậy làm thế nào à, một cách rất là đơn giản trong Photoshop giúp bạn có thể xóa rất là nhanh vật thể đó là cách thứ nhất à hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn hai cách để chúng ta xóa vật thể nha bây giờ mình chia sẻ cho bạn cách thứ nhất là cách đơn giản nhất và thường được mọi người áp dụng nhất À, nhưng mà nó cũng có cái ưu điểm của nó Ưu điểm là gì thì một chút nữa các bạn sẽ thấy nha Bây giờ để xóa được những con chim này Trước tiên mình sẽ Lấy công cụ tạo vùng trọn Mình có thể sử dụng uh, Rectangle Tool Hoặc là mình sử dụng uh, Lasso Tool cũng được Nói chung là cái công cụ nào mà tiện lợi Thì mình sẽ sử dụng thôi Trước tiên là mình sẽ tạo một cái vùng trọn Ngay quanh con chim này Đó rồi, tiếp theo Chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào đó Và chúng ta chọn là Fill ở đây bạn hãy chọn cho mình là Content-Aware Và sau đó à, à còn cái chỗ Color Correction này nó là cái gì Thì bây giờ mình sẽ tích thử vào đây cho các bạn xem nhé Để các bạn biết nó là gì nhé Và Mode bạn cứ để là Normal và Opacity là 100% Rồi bây giờ mình sẽ click thử cho bạn xem Đấy thì những con chim này nó đã biến mất một cách rất là tuyệt vời và bây giờ bạn có thể nhấp phím Ctrl D để chúng ta xóa vùng trọn Và bạn thấy gì không? Chúng ta không còn một chút dấu vết gì những con chim đó nữa Ok Tiếp theo là đến cái mặt trăng này Mình cũng muốn xóa cái mặt trăng này luôn Bây giờ mình vẫn làm như cũ Mình sẽ chọn cái Mình vẫn chọn Rectangular tool này Và mình sẽ đánh dấu cái mặt trăng này Rồi tiếp theo mình vẫn làm như cũ Mình nhấp chuột phải và chọn Fill Nhưng ở chỗ này mình sẽ không chọn color adaption nữa các bạn hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình không chọn color adaption vẫn là container Aware và mod, mod normal và opacity 100% nhé rồi bây giờ mình sẽ nhấp vào ok ui bây giờ các bạn nó vẫn mất đúng không các bạn nó vẫn mất nhưng các bạn hãy nhìn kỹ nha bây giờ mình sẽ nhấp Ctrl d để xóa bỏ vùng trọn các bạn có thấy không thì ở đây các bạn nhìn nó xuất hiện một cái đường vằn như thế này đó bạn nhìn thấy rất là rõ đúng không Và nó làm cho bức ảnh của bạn nó không có được tự nhiên nè Phải làm sao để chúng ta có thể xóa được cái mặt trăng này Và làm mất đi cái đường viền này Mình sẽ nhấp Ctrl Z lại nha Vậy bạn đã hiểu được cái chức năng của Color Adaption chưa Nó tức là bây giờ mình sẽ bấm nè Ok Đấy bạn thấy Nó không một chút dấu vết gì luôn các bạn Không có dấu vết gì luôn Vậy Color Adaption có nghĩa là nó sẽ lấy những cái vùng màu xung quanh và nó sẽ bồi đắp lại cho cái phần biên giới giữa hai hình làm cho cái tấm ảnh của bạn nó chân thật hơn tức là nó sẽ bù đắp thêm những cái phần màu xung quanh vào những cái đường viền làm cho ảnh của bạn nó được chân thật hơn ok nó đơn giản là như vậy nha rồi tiếp theo và đó chính là cách thứ nhất mình hướng dẫn các bạn cách để xóa một vật thể ra khỏi hình ảnh của chúng ta như thế nào nhưng nó có một cái nhược điểm nha các bạn một cái nhược điểm đó là gì Thí dụ mình có một ví dụ thứ hai cho các bạn đây Đây là một tấm ảnh Một chiếc máy bay đang chuẩn bị đáp xuống sân bay Và bạn thấy cái máy bay này nó rất là to đúng không? Nó rất là to trong bức ảnh này Thì bây giờ mình thử mình dùng cái công cụ hồi nãy để mình xóa thử xem Cái máy bay này nó có mắc hay không nha Rồi Bây giờ mình sẽ tạo vùng chọn nè Ok Rồi mình nhấp chuột phải và chọn Fill Và mình sẽ chọn Color Adaption các bạn hãy nhấp vào ok bạn xem chuyện gì sẽ xảy ra ok bạn thấy đấy thất bại rồi các bạn cách này thất bại chúng ta không thể làm được vậy tức là sao nếu khi mà bạn sử dụng cái công cụ content aware để mà chúng ta xóa vật thể thì nó phải có một cái điều kiện đó là xung quanh vật thể bạn nó phải có những cái màu sắc và những cái chi tiết nó tương tự còn nó giống nhau trong một cái mặt phẳng đó thì bạn mới dễ. Còn ở đây bạn thấy cái hình máy bay này nó rất là to. Cho nên nếu như mà Photoshop lấy những cái hình ảnh xung quanh nó để mà đắp vào trong cái máy bay này thì đương nhiên nó sẽ lấy những cái phần ở phía bên dưới này và nó đắp lên. Điều đó sẽ không khả thi trong bức ảnh này. Vậy đối với những bức ảnh mà nó có cái hình to như thế này, chúng ta sẽ sử dụng cách gì để chúng ta xóa nó. Ok, bây giờ mình hướng dẫn các bạn một cách để chúng ta xóa nó nha. Và cách thứ hai mình hướng dẫn các bạn đó là sử dụng công cụ Path Tool. Đây, bạn nhấp vào hình này ở phía dưới iRapper sẽ có cái hình này. Bạn chọn là Path Tool, phím tắt là phím J. Ok, bây giờ mình sẽ chọn đó. Ở đây bạn chú ý cái phần Path này nó có hai phần, một là normal, còn hai là content aware cái này á là tùy bạn chọn nhưng mà trong những cái hoàn cảnh khác nhau á, thì cái chức năng cái này nó cũng sẽ khác nhau nếu như bình thường một bức ảnh bạn hãy sử dụng normal đi nếu như mà normal bạn cảm thấy nó không được thì bạn mới sử dụng container tức là container nó sẽ có những cái cấu trúc năng cao hơn như là tinh chỉnh những cái chi tiết trong ảnh và tinh chỉnh những cái vùng màu giữa những vùng biên trong cái phần mà chúng ta đi di chuyển đó thì container cái phần patch tool này sử dụng như thế nào đó tức là trước tiên bạn hãy à, đánh dấu cái vùng mà bạn muốn xóa cái vật thể đó đi bây giờ mình sẽ đánh dấu cái chiếc máy bay này đó, bằng cách mình sẽ kéo như thế này ok mình đã tạo được một cái vùng trọn rồi sau khi bạn tạo được vùng trọn bạn hãy kéo cái phần này đến một cái vùng khác thì tự động phần mềm nó sẽ lấy cái phần mới cái vị trí mới của bạn nó sẽ đắp vào cái vị trí cũ rồi bây giờ mình sẽ buông chuột ra nha Bây giờ mình buông chuột ra Thì bạn thấy đây Cái phần ở trên đây nó sẽ lắp xuống dưới Nhưng mà bạn thấy nó vẫn còn cái phần ở đây Bởi vì cái máy bay này nó to quá Chúng ta không thể sử dụng được Và bây giờ mình sẽ bấm Ctrl D nha Bạn thấy đây Nó vẫn còn một số chi tiết Bây giờ chúng ta tiếp tục chúng ta làm những cái phần này Rồi bây giờ mình sẽ Và bạn để ý nha Ở trên này mình vẫn còn để nó là Normal nha Rồi bây giờ mình sẽ Tiếp tục mình đi khoanh cái này và mình kéo đi nơi khác Mình nhấp cần trên D Ok ổn không sao nha các bạn Không sao Rồi tiếp tục Mình sẽ kéo cái vùng này Kéo qua nơi khác Ok ổn luôn không sao Rồi tiếp theo Kéo cái vùng này Rồi mình sẽ kéo qua bên đây nha Ổn không các bạn các bạn thấy nó ổn không Mình thấy nó chưa ổn lắm Ở cái vùng này Nó có một cái vùng sáng nè Các bạn thấy không Đó Nó có một cái vùng sáng Xuyên xung quanh này Nó tạo cảm giác Không có được chân thật cho lắm Ok vậy Chúng ta làm thế nào đây Đối với những cái vùng như thế này á Lúc nãy tôi có nói Nếu như bạn chọn Normal không được Thì bạn hãy chọn qua Container Wear Bởi vì nó có những cái cấu trúc Để xác lập Cái chi tiết và màu sắc Cho vùng này Nó sẽ làm cho ảnh của bạn chân thật hơn Bây giờ mình sẽ thử nha mình sẽ chọn container V. Mình sẽ chọn container where và mình sẽ lắp vào đây. Ok. Rồi mình sẽ kéo đến một nơi khác. Ví dụ ở đây chẳng hạn. Rồi mình buông ra. Bạn thấy gì không? Bạn thấy gì không? Mình thấy nó vẫn chưa có được ok lắm các bạn. Chỉ vẫn chưa được ok. Bây giờ mình thử mình thay đổi cái thông số này nha. Mình sẽ nhấp xuống số kho 2 một tí và mình bấm ra bên ngoài Đấy bạn sẽ thấy cái vùng này nó thay đổi Lúc nãy bạn thấy cái vùng trên đây nè nó có một cái vùng màu trắng Mình làm lại cho bạn xem nha Thí dụ hồi nãy là số 3 nè Đấy bạn thấy đó Ở trên đây nó có một cái vùng màu hơi màu trắng trắng và nó không có được uh, thật cho lắm Thì cái phần structure này á Khi mà bạn thay đổi nó bạn cứ thay đổi Một cách tùy chọn của bạn thôi Và bạn cảm thấy đến khi nào mà cảm thấy nó phù hợp nhất Cái màu sắc nó phù hợp nhất Thì bạn hãy chọn cái vùng đó Thí dụ ở đây mình chọn sang structure Chọn là hai và mình cảm thấy nó khá là ok nè Bây giờ mình thử cái màu sắc coi Mình sẽ chọn số 4 thử xem Coi nó có thay đổi gì không nha Chứ hồi nãy số 5 là mình thấy nó ok rồi đó Số 4 cũng được nè các bạn Ok, số 3 cũng ok Rồi bây giờ mình chọn số 4 nha Rồi bây giờ mình sẽ thử, mình sẽ chọn cái vùng màu khác Structure, mình chọn số khác cho bạn xem thử nha Đấy, bạn thấy đấy Giả sử như mình chọn số 6 Cái phần này Mình thấy không hợp vậy đó Rồi mình chọn số 7 thử nha Đấy, số 7 càng không hợp Mình chọn lại số 5 nha Số 5 thì mình thấy nó vẫn chưa có được hợp lắm Rồi mình chọn lại số 4 nha Số 4 cũng khá ok nhưng mà bạn thấy nó có một cái phần đốm sáng ở trên này đúng không? Nó phần đốm sáng ở đây đây đây. Rồi mình chọn lại số 3 nè. Rất tuyệt vời các bạn, rất tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ chọn lại thêm một phần số 2 nữa nha. Nó vẫn còn hơi đốm sáng một chút xíu. Mình chọn lại số 2. Ok. Mình nghĩ nó là ok. Ok luôn các bạn rất là ok luôn bây giờ mình sẽ nhấp ctrl D đấy bạn không thấy có một chi tiết gì luôn nó giống như là một bầu trời và nó không hề có một cái chi tiết gì của máy bay còn sót lại đấy nó rất là ok và cái thông số năm này nó phù hợp cho bức ảnh này đối với bức ảnh của bạn nó có thể là thông số khác thì bạn cứ tùy chọn bạn cứ đẩy lên đẩy xuống cái phần structure này để chúng ta chọn cho nó một cái vị trí phù hợp nhất và chúng ta chọn cho nó một cái color phù hợp nhất và thông số cao nhất của nó chính là số 7 đó các bạn cao nhất là số 7 màu color cũng vậy luôn à, một lưu ý nữa đó là khi mà bạn làm thì bạn nhớ tích vào cái phần sample on color này nhé như vậy là chúng ta đã xóa được cái máy bay ra khỏi cái bức ảnh này một cách rất là dễ dàng đúng không các bạn với công cụ đó là gì ok với công cụ paton còn công cụ container Tool thì chúng ta chỉ sử dụng được cho bức ảnh này thôi bởi vì bức ảnh này bởi vì cái vật thể chúng ta cần xóa nó rất là nhỏ cho nên photoshop có thể dùng những cái vùng bên cạnh mà để bù đắp vào cho nó còn cái phần đó chúng ta hãy À, đặc biệt chú ý đến phần là path này nó có normal và container qua cái phần normal này á, thì cái vị trí vùng biên của nó nó sẽ không có được mềm mượt lắm còn container thì bạn có những cái thông số này để, để bạn tùy chỉnh thì đối tùy bức ảnh mà bạn có thể sử dụng những cái công cụ này khác nhau ok thì trong video hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta xóa được một vật thể ra khỏi photoshop một cách rất là dễ dàng đúng không các bạn nếu như bạn cảm thấy yêu thích thủ thuật này hãy cho mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh của mình để để theo dõi những video mới mỗi ngày mình đăng lên mỗi ngày cho các bạn xem nhé và những chia sẻ của mình đều miễn phí <laughs> ok mình chia sẻ đều miễn phí cho các bạn hết à, bạn đừng ngại gì cho mình một like và bấm đăng ký kênh của mình để theo dõi nhé ok xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.